Làm gì vậy Hoa? Bí mật. Bí mật gì? Làm gì đây? Hả? Làm gì đây? Để xuống, để mạnh lên. Cẩn thận nha, đừng có đưa cái đầu vô nè. Thả ra đi. Cái này tôi cũng muốn mượn cái nào á. Phải không? Tắt, nói đi, tắt cái đó đi Hoàng. Hình như có thể mở cái đó đâu. Kêu chị Huyền á. Chị Huyền ơi, nhà mở cái này dùng với. Đừng, 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 không khóa đâu, không khóa đâu. Không có khóa ra. Cái này đừng có đưa cái đầu nha, cho chị Huyền mở cho. Đừng mở nữa. Đừng có mở nữa nha, mở ra có trời rồi kìa. Cho chị Huyền nhắm mở cho, tại cái này tôi không biết mà. Mà bạn làm gì? Bạn làm gì đấy? Chị Huyền ơi, nhắm mở cái này giùm em với. Làm gì vậy Hoàng? Không biết. Không biết gì chưa? Vậy sao? Bảo này nhìn giống Nhi Nhi nha Bảo. Nghe anh Hòa đẹp trai là Nhi lắm á. Nói à? Cái gì á? Chị hổ. Chị ho hả? Dạ. Mặt ong với cái gì? Đúng rồi, tết rồi dần dần rồi đi đâu được nữa. Nóng, nóng. Mẹ chồng có mấy con tết là nóng. Cái thanh này cũng nóng quá hả? Thanh nóng quá vậy? Nóng mà. Nóng hả? Sao lấy cái tờ giấy ướt á? Ngoài cái này. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, chị ho đúng không? Dạ. Nhai gì thì luôn. Nhai cả cái này luôn hả? Nhai cả vô luôn. Uống nước thôi. Không. Nhai cái đó nó mấy chị đó. Em uống nước nó cũng không mấy đâu. Dạ dạ. Chị Huyền kia uống cùng với em chị Huyền. Chị Huyền nấu nước đá nóng vậy. Cái gì vậy? Nóng hả? Chua nóng. Nó chua lắm. Nó chua vậy hả hả? Sập nhiên luôn. Nó chua mà nước cả răng nó đó. Răng nó nhả thịt vô nuốt. Nóng. Thịt nóng đấy. Còn nóng. Nóng quá. Tại vì chị hả? Quả này nó nóng mà. Quả đó là quả gì? Quả chanh à? Quả tắc. Quả tắc. Cũng quả chanh này. Đã bỏ chanh á. Nhai một đi. Một trăm cây thì chăm sóc người yêu. À. Trăm cây đâu, ngàn cây số. Một ngàn cây luôn. Một ngàn cây để chăm sóc người yêu bị ốm. Ê, yeah, chị đau bụng quá gì đây. Mẹ ăn cua đau bụng quá gì đây. Dạ. 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 Dạ.
chị thấy cái chị đỡ ngang luôn á. Chị đỡ ngang quá à. Mình bị ốm, chứ mà chị hát nhỉ. Ừ. Lên chào Vinh liền. Lên chào Vinh đâu. Nhảy ruột nha. Thấy gì mà thấy Tiêu ăn miếng tắc mà mình cứng mặt kéo quá trời á trời. Đau bụng quá vậy. Đêm nay uống thịt thật đó. Nó ho đau bụng quá. Ha không hôn. Mật ong rưng đó. Ừ. Hồi đấy mới xin mật ong với chị Tư. Ừ. Chị Tư ai xin? Đó. Ho cỡ đó. Qua giờ đâu có ho. Có người yêu tế ho quá trời. Yêu tế không? Lại uống ké miếng đi. Hello, xin chào bà con chú đang xem kênh Bé Hạt Tiêu nha. Mới tắm sao? Em uống ké miếng này. Ngoan ngoan ngoan. Ké ngoan ngoan. Bị quay. Thôi rút cho chị luôn đi. Đừng có chị nha. Đừng có chị hiệt đi. Chị ngoan kìa. Chị ngoan kìa. Chị ngoan kìa. Chị ngoan chưa nè. Chị ngoan chưa nè. Chị ngoan rồi. Uống hết cái chén này chắc cũng cỡ 10 phút. Tôi uống chai ơi. Trời, uống rồi thôi. Đi cất nha. Đi cất. Cảm ơn. Trời ơi, chứ mấy nợ, con chợ, mùi chân á. Cảm ơn nha. Cái nước mặt cái gì vậy? Buông ra luôn. Để ta buông cho ra cái chén đó. Cái chén là mình cho vô hấp mà hấp hấp thử hấp với được của nó. Lên nóng á. Nóng nó cái thành một thành cũng nóng rồi. Mẹ nó kìa chị hai đứa này còn nóng rồi mà. Cái này nó nóng rồi. Để chị hai nó chân mà, chân mà. Cái đó là kiểu tắt chân với mặt ông. Em không phải chân với em. Phải đau đào chứ cũng xong tới cái gì đó. Vừa quá nó bỏ thôi. Đồ cha đi tắm nha. À chị tắm. Ok. Chị hai làm sao vào bên kia. Mà bên mới thấy chứ.
đâu, gần buổi trưa rồi. Buổi sáng, buổi sáng nhóm mình thôi. Buổi trưa. Chị Như cho em xin cao tất cả với. Thôi em không bỏ đá nha. Mọi người ăn trước thì tụi máy. Bỏ nước rồi hả? Dạ, bỏ nước thôi em không uống đá. Ủa chị Như còn sẽ ăn cơm nữa. Như ăn cơm cho vui ăn đi sớm quá rồi. Ăn cũng sớm quá không vô chứ. Mà ta có sớm đâu. Không, sớm sớm à, với gia đình. Sớm với gia đình chưa với mình nhé. À, gần 10 giờ rồi. Lấy cái chén. Thôi Hòa, nó không biết, nó không biết ăn với giống như mình hay quen ăn. Thằng lần đầu tiên em nói cá gì ta, cá mà mình làm khô, em nói cá gì á chị hai? Cá đù. Cá đù. Cá đù mà em nói như cá đú rồi. Ờ, em nói cá đú. Cá heo. Cá chị heo nè, đang chị heo đang ở đây nè. Chị hai, ừ. Sáng nay ơi, chị hai dậy sớm ăn cơm sớm dạ? Ừ. Vậy hả? Chị dậy chỉnh video, tại vì hôm qua là lúc em vô em thấy chị hai ngủ mất tiêu. Bé Hà Tiêu nói chị hai chơi ngủ đã. Dạ, chị chỉnh video mà xong chị dùng mình chị là 3 giờ mấy rồi. Cái điện thoại chị á, nó còn có 6% pin luôn mà. Ngắm. Video thì chưa chỉnh xong. Em mới chỉnh sáng nãy. Ôi trời, hồi tối tại vì một đêm là thức cái hôm qua là ngủ sớm. Đấy. Không phải là ngủ ở trong người đâu, em ngủ vậy hả? Ừ. Vậy hả? Ừ. Em đang ở ngoài. Em ngủ mấy giờ? Em 11 giờ. Vậy hả? Vậy cũng ngủ sớm rồi đó. Chị hai. Hôm nay trời mưa. Hôm nay không chạy cửa bán ăn tất giờ. Em vô là không có
có ai chơi đó tắt tắt tiền rồi. Xong rồi bảo đi kêu cô vô ngủ đi cô. Chị đã chỉnh đi game á. Dạ, bye bye. Không có cần. Thôi không cần ăn nhanh, đã ăn nhanh nó mất mất tiền. Rồi giống bà cô chú ơi, thì đây bây giờ video của bác Tiêu đến đây là kết thúc nha. Nếu không bà cô chú yêu thương mấy chị em thì cho bác Tiêu một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Và ủng hộ kênh của các anh chị em trong nhóm nha. Bye bye ông bà cô chú nha. Em quay video lúc nào em cũng bị dí nha, mùa để em đang cầm đũa trong miệng. Hai thì em đang nhà nha.